Dạ xin chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ ngày hôm nay bên vườn tiếp tục giao lưu với mình những cái dòng mai để cho chúng ta chơi Tết. Và hôm nay thì bên vườn về được một cái lô thọ hương hàng 3 mùa liền cốt rất đẹp, muốn giao lưu với cả nhà mình nha. Và cái mã đầu tiên ngày hôm nay là mã số 18 bên vườn, một cây cúc thọ hương hàng 3 mùa liền cốt cho mình chơi Tết nha. Và hiện tại thì cây nó đang có mặt hoa cho cả nhà mình xem luôn nha. Dạ mặt hoa cúc thọ hương thì nó rất là chuẩn hoa cả nhà. Và đặc biệt cái lô này á, hoa của nó cả nhà màu rất là đậm ha, rất đậm màu và rất là đẹp luôn nha. Dạ này là hoa gió cả nhà. Hiện tại thì cây đang ôm nụ khá là nhiều luôn. Cái cây này thì nó cao tầm 60. À xin lỗi cả nhà. Cái cây này nó cao 50 cả nhà. Và cái tàn ngang của nó là 55 cm ha. Rồi cái hoành gốc của nó lúc nãy em đo là 6,5 nha cả nhà mình. Rồi đây là cái dàn nụ ha. Nụ kim ha, rất là nhiều nụ kim luôn, cây đặc biệt là rất là già mùa cho cả nhà mình luôn ha. Dạ thọ hương là một cái dòng mà gọi là thưa nụ nha cả nhà. Nhưng mà những cái hàng già mùa bên thọ hương á cả nhà thì nụ nó cũng rất là ok luôn. Dạ nụ như thế này là ok rồi nha cả nhà mình. Rồi cây cúc thọ hương này rất là già mùa cho mình chơi Tết ha, cành nhánh thì xum xuê, về cái nhà mình sửa tàn lại ha theo ý thích nha. Dạ cây rất là tròn và xum xuê luôn cả nhà mình. Dạ cây này em giao lưu với nhà mình giá là 350, vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Đây là mã số 18 bên vườn cả nhà mình. Rồi tiếp theo mã số 19 bên vườn nha. Mã số 19 là một cúc thọ hương luôn, hàng này cũng 3 mùa liền cốt cho chúng ta chơi Tết luôn. Cây cao thì 50 cm và cái hoành thân của nó là 6, tàn ngang của nó là 46 cả nhà mình. Cây thì nó liền cốt ha. Gốc thì có sự ly đế cả nhà ha. Đây. Cây cái chột nó rất là to nha. Cả nhà mình nhìn thấy cái chột nó già mùa liền cốt cho mình nha. Rồi nụ thì đơm đạt như thế này nha. Đây là cái tàn phía trên của nó nha cả nhà mình. Rồi cây mã số 19 nha. Dạ mã số 19 em giao lưu với nhà mình giá là 330, vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Một cây cúc thọ hương cả nhà mình, 3 mùa liền cốt cho mình chơi Tết nha. Hàng này nụ nút đồ ok hết cả nhà, rất là đẹp cho mình nha. Về thay chậu nữa thôi là rất là đẹp cả nhà. Rồi tiếp theo đây là mã số 20 bên vườn cả nhà mình. Mã số 20 là một cây giảo Indo ha, hay còn gọi là giảo lá gai nha. Dạ hàng này là hàng ghép 3 mùa liền cốt cho mình chơi Tết luôn. Hàng này gọi là hiếm hoi á cả nhà. Tại vì hàng giảo Indo ít có cây mà 3 mùa liền cốt như thế này lắm cả nhà. Rồi ha, cây thì đang có nụ rất là nhiều cả nhà ha. Cái một cái dòng giảo Indo, giảo lá gai cả nhà. Hoa nó cực kỳ to ha, hoa nó có to hơn giảo nhung luôn cả nhà. Và hoa nó từ 8 đến 16 cánh luôn cả nhà. Hoa một màu đậm rất là đẹp cả nhà, một màu vàng đậm rất đẹp nha. Dạ giảo Indo như cả nhà, hoa to cực đỉnh luôn. Cái này về cả nhà mình có thể lấy bo ha, trồng đất được cả nhà. Và mình chơi Tết được luôn ha. Đây cả nhà ha, nhìn rất là đẹp nha. Dạ cây này cao là 52 cm cả nhà, tàn ngang là 55. Rồi cái hoành thân của nó là 7 cm. Và cái củ đế được bấn rễ khá là đẹp luôn. Rồi cây này giao lưu với nhà mình giá là 350, vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Một cây giảo lá gai hay còn gọi là giảo Indo, cả nhà hoa cực kỳ đẹp và hàng liền cốt cho mình chơi Tết luôn, hàng cực kỳ hiếm luôn cả nhà. Rồi giao lưu với mình ha, đây là mã số 20 bên vườn nha. Rồi tiếp theo cả nhà, đây là một cây giảo siêu nụ, hàng này hàng 4,5 mùa hàng liền cốt cho mình chơi Tết luôn. Cây này thì hiện tại là cái hoành của nó là 10 cm và cao là 85 cm cả nhà mình. Cây rất là cao luôn ha. Tàn ngang của nó là 54 cm nha. Cây hiện tại thì ôm nụ khá là nhiều cho mình chơi Tết nha. Dạ hàng này là hàng giảo siêu nụ già mùa liền cốt, cả nhà hàng ghép gốc nhớt luôn nha. Dạ cây cực kỳ cao ha. Cả nhà mình có thích form cao ha thì liên hệ em nha. Cây này rất là đẹp luôn cả nhà mình. Tàn nhánh thì xum xuê ha. Cây này nó hai thân á cả nhà. Đây, một cái củ như thế này ha, nó chẻ ra làm hai nhánh nè. Rồi hai thân đi lên ha, cái tàn của nó khá là xum xuê. Và hiện tại thì nó có hoa gió nè. Hoa này cả nhà hoa to ha và màu rất là đậm luôn nha. Và cái này thì nó đã rụng bớt hoa, nó sắp tàn nè cả nhà. Chứ cái hoa nó nhiều lắm, nó khoảng chừng 12 cánh đó. To lắm cả nhà. Rồi cây này rất là đẹp cho mình luôn. Này mình sưu tầm mình chơi Tết nha cả nhà. Cây hiện tại là đang ở chậu 3 nha. Rồi cây này em giao lưu với nhà mình giá là 800.000, vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Đây là mã số 21 bên vườn cả nhà, một cây giảo siêu nụ già mùi liền cốt cho mình chơi Tết nha cả nhà. Rồi ai thích thì liên hệ em nha. Rồi mã số 22 cả nhà mình. 22 ha, thì em giới thiệu với mình đây là một cây cúc cam nha. Dạ cây này ghép gốc bứng cả nhà, cây này già mùa ha. Hiện tại thì cây đang có nụ khá là nhiều luôn. Cây này rất là ok luôn cả nhà, nếu mà mình muốn hàng chơi Tết cả nhà. Cây này thì nó không đẹp lắm cả nhà ha. Nhưng mà nó cũng ở dạng tầm trung trung vừa vừa cho mình chơi Tết cả nhà. Rồi ha, cây này nó cao là 68. À xin lỗi cả nhà mình. Nhầm. Nó cao 68 cả nhà, nãy em đo cả nhà, 68 nè.
Cái hoành của nó là 10,5 nha. Và tàn ngang của nó cả nhà, tàn ngang của nó là 60cm nè. Rồi cây hiện tại thì ôm nụ như thế này nha cả nhà. Dạ có một chị á, kêu em, chị khách á, kêu em lên cây cúc cam cho chị xem được thì chị chốt giùm em á. Dạ ngày hôm nay thì em lên nha chị, lên cúc cam này ha, chị coi coi có được không nha. Cái này đi chắc em sẽ vô dây cho mình ha, vô một vài dây rồi em ốp tàn lại em gửi nha. Dạ cây này thì em sẽ giao lưu là 550, bao phí vận chuyển cho cả nhà mình. Dạ cây kế hoành ngay chỗ này là 10,5 nha, tàn 60 và cao là 68 nha. À, cao tới 7 mấy lần cả nhà mình, em đã có trừ heo rồi nha. Cây này thì sửa tàn lại thì nó cũng khá ổn nha cả nhà. Nó không có đẹp xuất sắc, nó không có đẹp lắm ha, nhưng mà nếu mà sưu tầm chơi Tết thì hoa nó nhiều, vẫn có hoa cho mình chơi Tết cả nhà, tại vì cây này rất là nhiều nụ nha. Rồi cây này là hàng ghép 3 mùa cả nhà mình nha. Cái mắt ghép của nó rất là to luôn cả nhà, ghép được 2 bo nha. Ngay chỗ này nha cả nhà, ghép được 2 bo nha, một mắt ghép cái chột nè, chỗ này nè ha. Rồi bên đây thì một mắt ghép nữa nè. Đây cả nhà ha. Cây ghép rất là già mùa luôn. Nụ nè cả nhà, dảo cam là một cái dòng cực kỳ thưa nụ và lâu lớn đó cả nhà. Tuy nhiên là cây này em thấy nó khá ổn nha. Nó có nhiều nụ lắm luôn cả nhà. Rồi ai thích thì sưu tầm. Cây này giá 550, vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Cúc cam nha cả nhà. Rồi cái đến mã số 23 bên vườn cả nhà mình. 23 là một cây cúc thọ hương nha. Dạ hàng này cũng ghép 3 mùa cho mình chơi Tết nha. Cây này rất là lùng lực luôn cả nhà. Cây ha, cả nhà mình nhìn cái thân nó lắc lượng cả nhà, nó liền cốt và nó già cây, cực kỳ già cây luôn nha. Cây này có uốn dáng cả nhà ha. Rồi cái củ nó cũng khá là đẹp nha. Rồi cây này to nha cả nhà. Đây ha, cái tàn phía trên cực kỳ đều, cả nhà mình về vô dây chỉnh sửa lại nha, cho cả nhà mình xem ha. Nụ thì rất là nhiều cả nhà. Cái tàn của nó, cả nhà, cái tàn của nó là 56cm nè. À, cái chiều cao của nó là 57. À, cái hoành chỗ này là 7cm, cái củ là 13 nha. Rồi cây này em giao lưu với nhà mình giá là 400, vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Một cái cúc thọ hương già mùa cả nhà. Cái này về mình thay chậu cả nhà là đẹp tuyệt vời nha. Cây rất là to luôn cả nhà. Hàng liền cốt già mùa ha. Cây rất là đẹp cho mình chơi Tết luôn nha cả nhà. Rồi hàng này hiện tại thì số lượng bên vườn em có khoảng chừng 200 cây. Không có nhiều hết cả nhà, chỉ được 200 cây thôi ha. Cả nhà mình thích thì sưu tầm nha, hoặc là mình lấy số lượng nhiều thì bên vườn sẽ có giá ưu đãi cho mình nha cả nhà. Đây là mã số 23 nha, 400 vườn bao phí vận chuyển cho mình. Một cái cúc thọ hương và mùa liền cốt cả nhà. Rồi cả nhà mình, tiếp theo là mã số 24 bên vườn nha. 24 vẫn là một cúc thọ hương, hàng này hàng 3 mùa luôn cả nhà. Cây thì được quấn đế ha. À, cái hoành thân chỗ này đó cả nhà là 6,5 ha, xíu nữa là 7 nha cả nhà. Rồi cây này thì nó cao là 57cm, tàn ngang của nó là 56 nha. Dạ cây thì nó cũng rất là già mùa và rất là nhiều nụ nha cả nhà. Đây là cái dàn nụ phía dưới cả nhà ha. Cây thì ok cho mình nha cả nhà. Đây là cái dàn nụ phía dưới nè cả nhà. Đây nụ nốt nha. Có rất là nhiều nụ nha cả nhà. Rồi hàng già mùa ha. Rồi cây này cũng giao lưu với nhà mình giá là 400, vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Dạ mã số 24 bên vườn nha cả nhà. Một cái cây tàn cực kỳ đẹp cả nhà. Những cái hàng già mùa liền cốt á, tàn rất đẹp cả nhà. À, cái này về mình sửa tàn lại là nó tròn vo luôn nha. Rất là đẹp cho mình luôn. Cái thân nó cũng lắc lượng nha cả nhà. Lá thì xanh nha. Rồi cây này giao lưu cả nhà mình 400, mã số 24 bên vườn, một cúc thọ hương 3 mùa liền cốt cho mình chơi Tết nha cả nhà. Rồi mã số 25 bên vườn nha. Dạ một cúc thọ hương luôn, hàng này 3 mùa luôn cả nhà mình. Rồi cây thì nó cao á là 56cm nè. 55 cả nhà, trừ heo là 55 nha. À 55 ha. Và cái hoành là 6cm nè. À, cái tàn ngang của nó là 54cm nha cả nhà. Đây cây rất là ok luôn nè. Rồi xoay một vòng cả nhà mình xem nha. Cây cũng rất là già mùa nha cả nhà. Cây cũng khá là ok luôn. Rồi cây này vườn giao lưu với nhà mình giá là 350, vườn bao phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Rồi cây này nụ cũng khá là nhiều luôn cả nhà mình. Đây ha, cái dàn nụ của nó cả nhà. Thọ hương già mùa liền cốt nha, để cho mình chơi Tết đó cả nhà. Rồi cây này giá 350, vườn bao phí vận chuyển, mã số 25 bên vườn nha. Cái này về sửa tàn gọi là tròn do nha cả nhà mình, đủ chi tàn hết rồi. Rồi mã số 26 bên vườn nha. Dạ 26 là một cây dạo Indo ha, dạo lá gai. Hàng này là hàng 3 mùa liền cốt cho chúng ta chơi Tết luôn. Cây thì đang có nút nụ cả nhà. Đây nút nụ ha. Rồi cái cây này nó cao á. Cây này cao nha cả nhà. Cây này cao là 60cm ha, đã trừ heo cho mình nha. Và cái tàn của nó là 55cm nè, đã trừ heo luôn. Cái hoành gốc của nó là 6,5 cả nhà mình.
Rồi cây này vườn giao lưu với nhà mình giá là 350 vườn qua phí vận chuyển cho mình nha. Cây thì rất là ok cho chúng ta luôn cả nhà. Cái phiến lá của giảo lá gai cả nhà nó cực kỳ dày ha, và nó màu xanh rất là đẹp luôn, xanh đậm á cả nhà. Nó có gai gai như thế này nè cả nhà, nó có gai gai như thế này nè. Rồi nó nhám nhám à. Cái lá nó rất là to cả nhà, đặc biệt lá rất là to và dày nha. Màu xanh rất đẹp luôn cả nhà. Sức sống cực kỳ mạnh luôn ha. Rồi, cái nhà mình cây này 350 vườn bao phí vận chuyển nha. Giảo lá gai 3 mùa liền cốt nha cả nhà. Tiếp theo là mã số là 27 bên vườn luôn. Dạ 27 bên vườn là một cây cúc hương nghị hoàng huyết long, cây này ghép gốc bứng nha cả nhà mình. Rồi cây hiện tại thì ghép được 2 bo ha. Và cây này là chơi Tết được nè. Em thấy cái dàn nụ của nó cũng khá là ok cả nhà mình. Đây ha, cái dàn nụ của nó nè. Rồi tòa ngang của nó là 46 cm nha. Và nó cao là 56 cm. Rồi cây như thế này cả nhà mình. Lá ha, lá là xanh tốt nha. Rồi bên trong này thì nó có được nụ nè cả nhà. Rồi ha, cây này giá 500 vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Cả nhà mình xem có ưng thì liên hệ cho em nha. Một cây cúc hương nghị hoàng huyết long, cây ghép gốc bứng cả nhà, hoành 15 nha. Rồi cây này giao lưu 500 vườn bao phí vận chuyển cho mình đó cả nhà. Đây là mã số 27 bên vườn nha. Rồi mã số 28 bên vườn luôn cả nhà mình. Một cây giảo siêu nụ nha. Hàng này ghép là 3,5 mùa. Cây cao 60 cm, hoành thân của nó là 8,5. Và cái tàn của nó là 45 cm nha. Cây này thì rất là nhiều nụ cho mình chơi Tết luôn cả nhà mình. Đây ha, cây khá là ok luôn nha. Dạ cây này em giao lưu với nhà mình giá là 400 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Một giảo siêu nụ cả nhà. Hàng này là hàng liền cốt già mùa nha. Cây cực kỳ đẹp luôn cả nhà ha. Cây này thì không có quấn rễ nha. Được cái là cây rất là già mùa ha. Và chắc chắn cho mình luôn, cây rất là khỏe ha. Trời, cây thì đơm đặt nụ như thế này luôn. Bao hoa cho mình ha, chuẩn hoa chuẩn giống, cây tàn thông rất là đẹp, sửa tàn cho mình luôn rồi nè. Rồi cây này á, mã số là 28 nha. Giá 400 vườn bao phí vận chuyển. Cao 60, tàn ngang 45, hoành 8,5 cm cả nhà mình. Rồi em sẽ giao lưu với mình một số mã ha. Số điện thoại của em là 0984 955 952 nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo của em nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Chúc cả nhà mình có một giấc ngủ thật là ngon nha. Chào tạm biệt.